Em xin kính chào các bác nha, đã đến với video của em kênh Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu các bác là hai cái cốt xay sinh tố của nội địa Nhật, hiệu Yoriyoshi. Thì hiệu này là thương hiệu du đầu bếp tại Nhật rồi, số 1 tại Nhật luôn các bác, do người Nhật bình chọn. Thì hai mẫu đều là cốt thủy tinh lưỡi titan rất là sắc bén, hình thức là mới trên 90% đến 95%, hàng dùng lướt của Nhật. Thì hai mẫu này em sale cho các bác giá vài trăm luôn nha, chưa đến 1 triệu đồng. Các bác có thể là xay sinh tố, xay cua, xay cá, xay thịt thì tùy ý, vì hàng của Nhật nó rất là xịn sò. Còn một số bác thì kiểu mua xay sinh tố thì để xay sinh tố thôi, còn xay cua, xay thịt cá thì người ta mua cái khác, là sợ nó ám mùi. Còn riêng nhà em thì em xài từ lâu hết, tại vì thấy nó tiện lợi quá, chứ không có cần mà để phiền phức mà xài hai ba bốn thứ một thứ mà dùng cho nó nhiều cái chức năng luôn. Đây một dòng rất là đẹp các bác, hai món thì đều đồng giá thôi luôn nha. Đây. Quay ngoại thất các bác xem. À, em để cái cấu xuống em quay cái phần thông số. Mẫu này là 100V. Công suất là 230W, dung tích là 710 ml, thì có dùng cho gia đình nha các bác. Thì mẫu này sản xuất 2005, Made in China, là hàng gia công tại China xuất Nhật. Thì tiêu chí của Nhật điện áp thì 100 nha, chứ China người ta xài 220 còn rẻ hơn điện Việt Nam của mình nữa, thì người ta xài chi 100 thì có Nhật xài điện hạt nhân ta mới xài này thôi. Vào bên trong bên đây, mẫu này cũng có gan vậy thôi các bác, cũng không có gì đặc biệt nha. Để vô phần test cho các bác nè, có thủy tinh lưỡi titan đó, chúng em đã test, đã xây thử hết rồi các bác. Để cái video này em xây cho các bác xem một lần nữa để các bác yên tâm nha, em bao nguyên zin chưa sửa chữa hết. Giá thì hạt rẻ cho các bác mình dễ dàng sử dụng. Những cái mẫu này em bán rất là chạy, những cô những chị rất là thích. Em giới thiệu sơ những cái nút nè, nút này là xay, nút này tắt, nút này là nhấp. Nó xay xay nhẹ, xay mạnh, nút này nhấp nè, là mình mới bỏ đồ vô á, nó sẽ là còn đậm đặc, mình nhấp nhấp cho nó hơi nhuyễn, hoặc là mình kết thúc chuẩn bị kết thúc xay mình nhấp nhấp cho nó vừa cái ý mình buông ra, đúng rồi, thì nút tắt. Thì bây giờ thì em xay đá cho các bác xem nha, thì có thể là xay đá. Xay đá bự bự vậy luôn nè các bác thấy không? Rồi bắt đầu mình xay cho em nha. Rồi. Đó. Nhìn như đá bào luôn các bác. Nè. Cục đá chà bá luôn mà các bác thấy xay không? Quá xịn sò luôn. Không thể nào mà tưởng tượng được mà những cái hàng của Nhật. Đây nè. Ví dụ nè, hàng của Nhật người ta nè, nếu các bác xài á mà nó là chạy quá công suất thì nó tự động nó ngừng. Còn cái nút này nè, nếu nó ngừng thì các bác để vài ba giây, vài ba chục giây, các bác nhấn là nút này thì nó sẽ hoạt động. Đó, nó xịn sò ở chỗ đó. Xay đá nè, các bác thấy không? Xay đá như xay bùn luôn. Các bác làm đá bào rồi cũng ok luôn nè. Đó, em không có nói điêu nha, em bán rất là chạy. Bác nào mà mua tặng bà xã hay là cô nào thích thì chốt ngay nha. Đó, giá thì yêu thương thôi, em quay luôn cái này nữa thì em báo giá cho các bác. Rồi giờ em cắm điện vào. Nói chung xây hết rồi các bác ơi, em để lên đây thì có hình thức thôi này, xây này. Nó sát lại. Cái này hình như không đúng cái cấu của nó, gì để em lấy cái cấu khác đây. Cái này chắc không đúng cái cấu của nó rồi. Rồi các bác em đã trở về ha, thì cái cấu này nó mới đúng nè.
còn có cái này nó không có đúng thì nó không chạy. Những cái hàng công nhật nó ngộ gì đó. Máy thì cấu thủy tinh lưỡi titan vàng nè. Bây giờ em đổ đá và em xây cho các bác xem nha. Đó, đá làm đổ đá bự luôn. Để các bác nói hàng của Nhật xài không biết như sao, hàng người ta đã qua sử dụng rồi đó mà mình xài bền gấp chục là hàng của mình nha. Nhưng bây giờ xây anh dịnh lại, anh sợ nó lắc cái cối, anh dịnh lại thôi. Rồi bắt đầu rồi cho đây nhuyễn nhừ luôn, không lấy xuống đây cho nó dễ. Thì hai cái cối này em đều đồng giá là 750 ngàn một cối hết. Đó là một máy sinh tố gì lại bán là 750 ngàn. Đó, hai máy thì 1,5 triệu. Đó, 750 ngàn một máy. Thì cọc cho em 200 ngàn một máy, chuyển đủ 700 ngàn, 750 ngàn thì em bao ship. Đó, bác nào mua hai máy thì em lấy 1,4 triệu. Còn mua một máy thì 750. Đó, mua 1,4 triệu thì cọc cho em là 7,400, còn 1 triệu và tiền ship. Còn mua một máy thì 750 cọc 200, còn 550 và tiền ship. Em nói rành mạch gì đó nha các bác, các bác nghe kỹ giúp em. Giá thì em công khai bao tố của bác, bao xịn sò các bác nè, làm là nước đá bào luôn nè các bác. Các bác xây cua xây cá xây thịt gì em đảm bảo các bác là ngon lành luôn. Rồi thì ưng mẫu nào các bác chụp hình để qua Zalo cho em, thì các bác nói bên trái hay bên phải là em biết rồi. Đây rồi, cảm ơn các bác theo dõi video nha, chúc các bác nhiều sức khỏe. Mua hàng em đốc liên hệ qua số điện thoại này giúp em. Em cảm ơn các bác theo dõi video. Các bác xem được video nhớ đăng ký kênh nha, nhấn nút like ủng hộ em. Chân thành cảm ơn các bác.